Chương trình đọc sách Phật giáo của tủ sách Áo Lam xin kính chào quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu. Hôm nay tủ sách Áo Lam xin bắt đầu đọc tiếp tập 9 của cuốn sách mang tên Tôi là AI. Của tác giả Ni Sư Oya Khema, Việt Dịch Diệu Liên Lý Thu Linh, Hiệu Đính Bình An Sân. Kính thưa quý chư Tôn Đức cùng quý vị đạo hữu tủ sách áo lam chúng con phát nguyện đọc sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến với người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến với mọi người nhé. Sự yểm trợ của quý vị là động lực giúp chúng con sớm ngày hoàn thành tâm nguyện. Và bây giờ chúng con xin bắt đầu đọc sách, chương 11 đoạn trừ ngã tưởng, giờ Đức Phật bàn về vấn đề định nghĩa của ngã là cái mà potapada trước đó rất hoang mang mù mờ này potapada có ba loại ngã chấp thô phù ngã chấp ý sở thành ngã chấp và vô sắc ngã chấp này potapada thế nào là thô phù ngã chấp có sắc với bốn đại hình thành do đoàn thực nuôi dưỡng là thô phù ngã chấp rõ ràng đó là thân thân cũng liên quan đến dục giới Kama loka Kama là dục và loka là nơi chốn đó là cõi giới mà chúng ta sống vì thế ái dục luôn có mặt với chúng ta là một phần của chúng ta và tạo ra cho chúng ta bao vấn đề để chuyển hóa nó đòi hỏi rất nhiều công phu tu tập và chỉ có thể thực hiện nếu chúng ta thấy rõ được những khổ đau mà nó đã mang đến cho ta với sự tu tập dần dần chúng ta có thể đạt đến một điểm mà dù chúng ta vẫn còn ở trong thế giới này, ở nơi trốn, cũ, nhưng chúng ta không còn ở trong dục giới nữa. Giống như Potapada, chúng ta nghĩ đến cái ngã thô phù này như là một cá thể mà chúng ta thực sự là. Chúng ta có những tình cảm mơ hồ về thân, khi nó đau đớn, bệnh hoạn, hay không làm theo ý ta, thì ta rất ghét nó. Khi nó mạnh khỏe tạo ra cho chúng ta những sự xúc chạm dễ chịu, thì ta hoàn toàn hạnh phúc về sự có mặt với nó. Chúng ta không thực sự tin rằng mình là thân này, đúng hơn, chúng ta nghĩ mình sở hữu nó, mình là con người đặc biệt này, từ đầu tới chân. Một trong những ảo tưởng lớn của chúng ta là không nhìn thân một cách thực tế. Đức Phật dạy rằng, chúng ta khó thể thỏa mãn thân này vì nó đòi hỏi không dừng dứt. Ngài nói rằng thân là cần thiết cho chúng ta trong cõi người và nó là phương tiện để ta có giác quan, nhưng ta không nên coi thân như một cá thể hay một thứ gì đó mà ta có thể sở hữu. Ý nghĩ về sự sở hữu này rất trái ngược với những gì mà thân hành động. Không ai muốn cho nó bị đau bệnh, bị thương tổn, già nua, xấu xí, không ai thực sự muốn nó phải chết vậy mà tất cả những thứ này đều xảy ra cho thân nếu chúng ta thực sự sở hữu nó tại sao chúng ta không có quyền hạn gì trong những vấn đề này thân được tạo nên bởi tứ đại đất lửa nước và gió như thế tất cả đều là vật chất và được nuôi dưỡng bằng thực phẩm và nó cũng đòi hỏi chúng ta phải đáp ứng rất nhiều điều theo ý nó nếu thân không như thế thì cuộc đời sẽ đơn giản hơn chúng ta không cần phải có nhà vệ sinh phòng tắm vòi nước tắm chúng ta sẽ không cần nhà bếp không cần phải bỏ quá nhiều thời gian và năng lực để mua sắm trồng trọt hay chuẩn bị đồ ăn mà cơ thể chúng ta đòi hỏi để có thể sinh tồn hãy quan sát căn nhà của bạn xem trong đó có gì tất cả mọi thứ được tạo ra đều để phục vụ cho thân nhà bếp nhà tắm phòng ngủ phòng khách với những ghế hay sofa êm ái để ngồi lên. Nếu chúng ta sống trong một cao ốc thì có thể còn có thang máy để có thể di chuyển thân mà không cần phải cố gắng. Bất cứ nơi nào chúng ta quan sát, chúng ta đều sắp đặt mọi thứ sao cho thân được dễ chịu. Không ngạc nhiên gì khi chúng ta nghĩ nó là chúng ta hay thuộc về chúng ta. Ngược lại, chúng ta cũng đòi hỏi rất nhiều ở thân nó phải có dáng vẻ mà chúng ta muốn nó phải là, không quá mập, không quá ốm, không quá cao, không quá lùn. Nó không được có tỉ vết, không thương tổn hay chảy xước, và dĩ nhiên xương cốt lành lặn. Đúng ra, nó không được có thứ gì có thể đem đau khổ đến cho chúng ta. Nhưng thần đây có nghe theo, và người nghĩ mình là chủ dường như không có quyền hạn gì đối với những việc này quán tưởng về câu hỏi thân có phải là sở hữu của chúng ta không cũng là một việc đáng làm nhất là ở lúc cuối một thời khóa thiền khi tâm chúng ta đã trong sáng và thanh tịnh thông thường chúng ta chỉ nghĩ tôi là người như thế chúng ta không nói tôi là thân này nhưng nghĩ đến bản thân như là một người đặc biệt có hình tướng đặc biệt chúng ta cần phải khách quan hơn và cố gắng để tìm ra người tự coi mình là chủ này. Thân thì dễ tìm rồi, chỉ cần nhìn hay xúc chạm, nhưng ai là người làm chủ nó? Có thể chúng ta cố gắng để trả lời bằng cách cho người chủ một cái tên đó là tôi. Nhưng, thế tôi, này là gì? Nó ở đâu? Làm thế, thế nào chúng ta có thể tìm được nó? Khi thực sự đào sâu những câu hỏi này, chúng ta sẽ nhận ra rằng không thể có một câu trả lời hợp lý. Điều này, thật ra, là những gì Đức Phật sẽ giải thích với Potapada sau đây, bằng những từ ngữ rất ngắn gọn. Rất khó để thuyết phục bất cứ ai rằng giả định, tôi là con người này, là sai lầm. Nhìn vào kiếng, ta thấy, tôi, và ta thực sự lo lắng cho cái, tôi, này. Chúng ta tin vào các ảo giác, là điều rất hạn chế vì ta chỉ có thể thấy những hình tướng bề ngoài chúng không bao giờ có thể cho ta thấy những chiều sâu tuy nhiên chúng ta tin tưởng mãnh liệt vào hình ảnh mà mình nhìn thấy đến nỗi nhiều người trong chúng ta bỏ ra rất nhiều thì giờ để chỉnh trang thân này cách duy nhất để nhận diện được sự giả dối này là bằng tâm thanh tịnh và tuệ chi tâm thanh tịnh sẽ do bản chất của nó đạt được tuệ chi để nhìn thấy mọi vật dưới một ánh sáng khác. Kế tiếp, Đức Phật diễn tả ngã chấp thứ hai, là do tâm tạo thế nào ý sở thành ngã chấp. Có sắc, do ý sở thành đầy đủ chi tiết lớn nhỏ, các căn đầy đủ. Ngã chấp này có mặt khi chúng ta tự coi mình là người quan sát với những suy nghĩ, phản ứng, cảm thọ, xúc chạm của chúng ta. Chúng ta coi tâm này là tôi. Khi đã hành thiền một thời gian hành giả thường gặp trở ngại với ý nghĩ của một người quan sát observer một kẻ biết hành giả cần quán chiếu càng sâu xa càng tốt và cố gắng để tìm ra được quan sát viên này dần dần hành giả sẽ nhận ra rằng không có ai ở đó chỉ là do ta nghĩ có mặt thôi đó là lý do tại sao đức phật gọi đây là một cây ngã được tạo ra giáo lý này thật khác biệt cho nên không dễ cho người ta thấu hiểu dường như nó trái ngược lại với những gì mà nhân loại tin vào và thực hành đó là lý do tại sao chúng ta cần nhìn vào những khổ đau do các niềm tin tạo ra khi đã nhìn thấy rõ ràng như thế trong ta không phải trong những người đáng thương kia những kẻ không biết họ đang làm gì mà trong chính bản thân ta khi đã thực sự nhận ra được nỗi khổ của chính mình và nguyên nhân của chúng là chúng ta đã đến gần hơn với chân lý Tất cả những gì mà chúng ta tin vào, tất cả mọi thứ mà chúng ta làm, đều luôn hướng đến, cay ngã, và do đó hàm chứa ái dục, là cái mang đến khổ đau. Khi hiểu được điều đó, chúng ta sẽ có được chút hiểu biết về những gì Đức Phật dạy. Chính Đức Phật cũng thừa nhận giáo lý của Ngài rất khó lãnh hội, vì chúng sanh thường nhìn mọi thứ từ một khía cạnh 180 độ ngược lại tất cả các nghi vấn của chúng ta đều phát sinh từ quan điểm đối lập này đó là lý do tại sao khi nghe những lời đức phật dạy ở đây dựa trên sự thật tuyệt đối chúng ta không thể đối ngược lại bằng những câu hỏi dựa trên sự thật tương đối giống như hai đường dày xe lửa tách biệt một cái chạy phía trên cao một cái ở dưới thấp hai đường này không thể nào gặp nhau thí dụ người ta thường hỏi nếu không có tự ngã, không có cái tôi, vậy thì ai là người ngồi đây hành thiền? Trên bình diện tương đối, câu trả lời là chính tôi, nhưng trên bình diện tuyệt đối thì không có ai cả. Dĩ nhiên Đức Phật dạy chúng ta trên cả hai bình diện. Khi ngài nói đến chánh niệm, sự kiềm chế các căn, giác chi, giới hạnh, vân vân là ngài nhắm đến một cái tôi trên bình diện tương đối chúng ta phải cẩn thận để phân biệt giữa hai bình diện này của giáo lý. Khi Đức Phật nói về cái ngã được tạo ra, do thân hoặc do tâm, chúng ta không thể hiểu hay giải thích điều này với cái nhìn bình thường, nhị nguyên hàng ngày. Hiện tại, chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chấp nhận những gì Đức Phật thuyết và cố gắng giác chi chúng bằng thiền quán, hoặc để chúng qua đi một thời gian, chờ đến khi sự tu tập của ta đã tiến triển và sự hành thiền của ta đã đủ vững mạnh để quan sát chúng. Thật ra chúng ta cũng có một lựa chọn thứ ba, đó là không tin vào giáo lý đó. Nhưng thái độ đó thật phản tác dụng và nó sẽ đưa ta trở về ngay tại chỗ cũ. Đó là hoàn toàn và hết lòng tin vào cái tôi. Quan điểm này hoàn toàn thất bại, vì chúng ta sẽ luôn coi tự ngã như là ở đây và thế giới như là ở kia như thế không chỉ là một kẻ đứng ngoài một quan sát viên mà thường ta còn là một kẻ chống đối nữa vì thế giới không thuận theo ý ta như người khác làm sao biết ta muốn gì và ngược lại cũng thế người khác cũng liên hệ với ta dựa trên bản ngã thế là chúng ta phải đối mặt với một vấn đề toàn cầu điều này tạo ra hệ thống nhị nguyên có thể rất đáng sợ vì chúng ta tự biết mình chẳng có quyền hạn gì một con người nhỏ bé chống lại cả thế giới, làm sao chúng ta có thể đối phó lại? Khi tất cả trở nên quá sức chịu đựng, một số người trở nên bất cần, đa số tìm cách lãng quên. Chúng ta tự làm cho mình bận rộn để không còn có thời gian nghĩ ngợi, đó cũng là một cách để đối phó với viên ảnh đáng sợ này. Nhưng điều đó không xóa bỏ được ra, bệnh, chết, cũng như những hành động sai trái giải khờ của ta, và chắc chắn là nó không thể hủy diệt được khổ đau. Đó là lý do tại sao Đức Phật thường nhắc đến tứ diệu đế. Chừng nào chúng ta còn chưa hiểu được ngay đế thứ nhất của bốn đế này, hiện hữu là khổ, thì ta chưa thể bước vào đạo lộ. Cách hành xử của chúng ta dường như luôn tạo ra khổ. Chúng ta hành xử thế này, hay thế kia vì tin rằng có một cái tôi bên trong đẫy da thịt này mà chúng ta muốn bảo vệ và tương tiêu ở mức độ bình thường mỗi ngày tất cả chúng ta đều biết đến cái ngã do tâm tạo này hoàn toàn tin tưởng vào nó luôn hành động dựa vào nó vì thế ta chưa bao giờ có bất cứ sự nghi ngờ gì về ngã chấp này cho đến khi chúng ta được tiếp xúc với giáo lý sâu xa của đức phật những điều Đức Phật nói ở đây phần lớn là về cây ngã tương đối và chúng ta phải tu học làm sao để chuyển hóa những sự tiêu cực của chúng ta thành tích cực. Tuy nhiên ở thời điểm này trong bản kinh, chúng ta phải đối mặt với một khía cạnh sâu sắc nhất trong giáo lý của Đức Phật. Tất cả những gì chúng ta làm là một cố gắng để thoát khổ. Đôi khi sự cố gắng đó cũng được đền bù, nếu không chúng ta đã bị nhấn chìm trong đau khổ nhưng chúng ta không ý thức được đó là động lực của mình ta có đủ cách suy nghĩ và lý do cho những việc ta làm vì đó là bổn phận là việc phải làm để phát triển trí tuệ vì hạnh phúc của người khác nếu chúng ta đã rõ ràng tách bạch về điều này rằng chúng ta đang cố để thoát khỏi khổ thì lúc đó dầu ta có chọn làm bất cứ điều gì ta cũng có được trí tuệ đó là lý do tại sao lời tuyên bố đầy giác ngộ của Đức Phật tất cả là về khổ. Người ta thường nghĩ đó là tiêu cực, nhưng đơn giản chỉ là Đức Phật muốn cho chúng ta nhận chân được thực tại và phương cách để chuyển hóa nó. Đức Phật tiếp tục thế nào là vô sắc ngã chấp, không có sắc, do tưởng sở thành, đây là cây ngã mà hành giả có được từ sự chứng nghiệm của các tầng thiền định cao hơn, nơi không có tướng vật lý hay tâm lý trong cái vô cùng tận của không gian và thức không còn gì có biên giới nhưng còn có tường nếu không hành giả đã không biết rằng mình đã chứng nghiệm được không vô biên xứ và thức vô biên xứ do đó hành giả kết luận rằng tường là ngã đó có thể nói là cái phao cuối cùng của ta tưởng hay thức nếu chúng ta từ bỏ ý nghĩ xem thân hay tâm là ngã thì chúng ta chỉ còn lại tường tôi là tường của tôi chúng ta vẫn còn chìm đắm trong nhị nguyên mặc dầu điều này thường không xảy ra ở thời điểm đó tưởng của tôi đối nghịch với cái tưởng của người có thể bạn đã có mặt ở tầng thiền định thứ sáu với cái tưởng đặc biệt đó còn tôi chưa thể do đó cái tưởng của tôi khác với cái tưởng của bạn lần nữa lại là một cái nhìn nhị nguyên và có thể đưa đến hai kết quả mà cả hai đều tai hại hoặc là một cảm giác tự tôn tôi có thể làm tốt hơn bạn hay một mặc cảm tự ti tôi không giỏi bằng bạn cả hai quan điểm đều hoàn toàn sai có một câu chuyện để diễn tả cái tưởng bất nhị nguyên một vị lão tăng đi vào rừng thiền hành với một số các tăng trẻ bỗng nhiên một bọn cướp nhảy ra bao vây họ bọn cướp bảo với các vị tu sĩ rằng họ sẽ bắt một người trong đoàn để đòi tiền chuộc của tu viện họ hỏi vị lão sư nên chọn người nào ông không trả lời họ hỏi ông lần nữa chúng tôi nên bắt ai nhưng ông vẫn giữ im lặng họ hỏi đến lần thứ ba vẫn không có câu trả lời lúc đó bọn cướp trở nên giận dữ và nói tại sao lão không trả lời lão có vấn đề gì vậy vị lão tăng nói nếu tôi chọn ai điều đó có nghĩa là tôi nghĩ anh ta ít xứng đáng hơn những người khác nếu tôi tự chỉ mình, thì tôi tự nghĩ mình kém xứng đáng. Mà sự thật là không có gì khác biệt giữa bất cứ ai trong chúng tôi. Do đó tôi không thể chọn người nào. Lời giải thích của vị lão tăng ấn tượng đến nỗi bọn cướp bỏ đi. Khi nào chúng ta còn tin vào cây ngã cá biệt, thì khổ vẫn còn. Đó là những điều Đức Phật dạy tiếp theo. Này Potapada, ta thuyết pháp để diệt trừ thô phù ngã chấp nếu các ngươi thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an chú trí tuệ sung mãn quảng đại đức phật cũng lặp lại những lời nói trên đối với ý sơ thành ngã chấp và vô sắc ngã chấp trước tiên chúng ta phải thấy cần thiết để buông bỏ ngã tưởng và điều đó có nghĩa là ta phải biết cái khổ của bản thân rồi chúng ta phải biết kế tiếp mình cần làm gì chúng ta không thể chỉ nói thôi được tôi sẽ không chấp ngã nữa không thể diệt trừ ngã tưởng bằng cách ấy trước hết chúng ta phải trải nghiệm nó ít nhất là một lần để xem mọi việc sẽ giống như thế nào khi không có ngã tưởng và để điều đó có thể xảy ra chúng ta phải khả năng thiền quán đó là lý do tại sao đức phật giảng dạy về thiền định để đưa tâm đến xê hỗ mà nó có thể qua định và tuệ về khổ thực sự trải nghiệm được giây phút của sự thanh tịnh tuyệt đối một giây phút khi không có tưởng không có ngã chấp khi giây phút đó xảy ra kết quả đầy viên mãn phóng khoáng tự do an lạc tràn đầy sự giải thoát với một cảm giác vô cùng hàm ân đến nỗi chúng ta biết đó chính là chân lý nhưng để đến được đó có hai việc phải làm. Trước hết, chúng ta đạt được thiền định. Tâm phải trụ ở nhất điểm, không lung lay, không đi lang thang. Thứ hai, chúng ta phải có lòng tự tin vào khả năng nhận nhìn được hạt giống của giác ngộ trong ta. Một khi đã trải nghiệm được tịch tỉnh, chúng ta sẽ biết rằng đó là việc quan trọng nhất phải làm trong đời và không có bất cứ cái gì có thể so sánh với nó. Đức Phật đã trao truyền cho chúng ta một giáo lý mà qua đó ta có thể tháo gỡ ngã tưởng để nhiệm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ, với thắng trí, chứng đạt và an chú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Việc chúng ta đạt được tuệ này bằng chính sự hiểu biết siêu Việt, siêu của mình là một điều rất quan trọng. Không phải qua nghi lễ, không phải qua một vị thầy không phải qua một thể chế tôn giáo nào mà hoàn toàn chỉ qua sự phát triển tâm linh của ta từ ngữ sự hiểu biết siêu việt đã được khéo chọn vì nó hoàn toàn khác với sự hiểu biết thông thường nó liên hệ đến sự trải nghiệm của bản thân chúng ta và việc chúng ta không còn chút nghi ngờ gì về ý nghĩa của nó nói một cách khác đó là một trải nghiệm tự chứng chính đức phật cũng nói ngài chỉ là người chỉ đường tất cả những gì mà một vị thầy có thể làm là chỉ cho ta con đường còn chúng ta có chọn đi trên con đường đó hay không là tùy chúng ta đúng là trong thời đức phật còn tại thế có một số người trở nên giác mộ sau khi chỉ nghe một câu hay một bài thuyết pháp của ngài đó là do uy lực phát xuất từ đức phật ngoài ra đức phật cũng tạo ra lòng ngưỡng mộ vô biên đối với người chung quanh và điều đó khiến cho trái tim họ rộng mở để dễ dàng đón nhận giáo pháp ngày nay dầu chúng ta không có duyên được trực tiếp nghe lời phật dạy nhưng đức phật cũng đã để lại cho chúng ta giáo lý của ngài với bao điều hướng dẫn trong rất nhiều bài kinh mà tất cả những gì chúng ta thật sự cần làm là thực hành theo lời đức phật dạy chúng ta chứng nghiệm và đạt được trí tuệ này qua sự hiểu biết siêu việt của bản thân sau đó Đức Phật bảo, các trạng thái tâm uế nhiễm biến mất. Một khi ta đã xóa bỏ được ảo tưởng về ngã, thì các trạng thái tâm của chúng ta sẽ không còn hướng đến những tâm hành tiêu cực. Chúng ta có thể xét xem nỗ lực của mình kết quả như thế nào bằng cách quan sát mức độ uế nhiễm vẫn còn có mặt trong các trạng thái tâm của ta. Hành động này được gọi là quán chiếu lại sự hiểu biết, reviewing knowledge, thay vào các trạng thái tâm uế nhiễm. Đức Phật thuyết, tịnh Pháp được tăng trường. Vì chính là ảo tưởng về ngã đã làm phát sinh tâm sân tham, và một khi không còn chúng nữa, thì tất cả mọi thứ trong ta đều được thanh tịnh, trong sáng. Tự ngã cần được bảo vệ, cần được thỏa mãn dục lạc, và cần được cảm thấy an toàn. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều biết rằng không có sự an toàn tuyệt đối nào có thể được tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới chúng ta không thể mua nó mặc dù các công ty bảo hiểm trở thành giàu có dựa trên tham vọng này của ta tuy nhiên trong tận cùng sâu thẳm chúng ta vẫn cảm thấy không an toàn như trước đó ai là người cảm thấy như thế dĩ nhiên là tự ngã tuy nhiên nếu không có một cái ngã như thế thì không có ai để cần có cảm giác an toàn đó thân và tâm chỉ là như thế và chỉ có thế nếu chúng ta nhất quyết không chấp nhận quan điểm này thì điều đó chỉ càng chứng tỏ rằng ta thực sự bám víu vào tự ngã của mình mãnh liệt đến đâu lúc đó điều chúng ta cần làm là nhận thức nhiều hơn về cái khổ của ta trong lúc khổ đau tâm thường tự hỏi tại sao tôi khổ như thế này cũng là do lỗi của người này hay hoàn cảnh kia cho đến một ngày nào đó cuối cùng ta cũng phải kết luận rằng không không đúng thế Vấn đề thực sự là ở trong tôi, để tuân theo lời Phật dạy có nghĩa là duy trì công phu tu tập. Khi chúng ta có tu tập, thì sẽ có sự chuyển hóa, và tịnh pháp được tăng trưởng. Tâm thanh tịnh xuất hiện do ta đã thay thế sự tiêu cực với cái ngược lại, sự tích cực. Những trạng thái rất khó chịu của ghen ghét, sân hận, chống đối, vân vân, dầu ta có tìm cách biện minh như thế nào cũng tạo nên những nỗi khổ lớn ở nội tâm vậy mà ta cố bám víu vào chúng thì không có gì ngu dại hơn một khi chúng ta đã biết thay thế và có thể thực hành tốt điều đó thì ta sẽ có thể buông bỏ bất cứ điều gì không đưa đến hạnh phúc nếu quan sát gương mặt của những người đi đường trong bất cứ thành phố nào trên thế giới ta rất khó tìm ra được những gương mặt hạnh phúc hạnh phúc không ở trong tầm tay vì chúng ta bị kiềm giữ trong gọng kềm của ái dục. Đức Phật hứa khả rằng giáo lý Ngài có thể giúp ta thao gỡ các ngã chấp, diệt trừ tất cả các tâm huế nhiễm, để trong ta chỉ còn lại sự tịch tịnh và trí tuệ sung mãn. Có thể chúng ta cũng thấy rằng các trạng thái tâm khó chịu là luôn luôn và hoàn toàn liên hệ đến bản thân chúng ta. Tuy nhiên chúng ta thường nghĩ là chúng đến từ bên ngoài thí dụ ai đó làm chuyện đáng trách dầu không phải đối với chúng ta mà với người khác ta thấy vẫn cảm thấy giận dữ bực tức đó là một trạng thái tâm huế nhiễm có thể đúng là hành động đó tai hại nhưng phản ứng tiêu cực của bản thân chúng ta chỉ liên quan đến chúng ta mà thôi và trong bất cứ trường hợp nào cũng đều vô ích có những cách tốt hơn để đối phó với một hoàn cảnh như thế chúng ta thực sự không có lý do gì, dầu có cố gắng để tìm chúng, nhưng đó chính là canh ngã tìm lý do biện hộ cho chính nó. Đức Phật tiếp tục bây giờ, này Potapada, rất có thể các người nghĩ, các nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng, và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ, với thắng trí, chứng đạt và an chú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Tuy vậy đau khổ vẫn tồn tại. Này Potapada, chớ có nghĩ như vậy. Khi nhiễm pháp được diệt trừ, thời hân hoan xanh, hoan hỷ, khinh an, chánh niệm, tỉnh giác và lạc trú xanh. Potapada chưa biết tu tập, nên hoàn toàn không biết việc giải thoát khỏi các trạng thái huế nhiễm sẽ như thế nào. Đức Phật đã biết trước câu hỏi kế tiếp của ông, nên Ngài nói rằng nếu ông nghĩ sau đó ông có thể vẫn còn khổ đau, là ông đã suy nghĩ sai và hạnh phúc không có nghĩa là rộn ràng niềm vui hay cảm thấy rất cao hứng. Khi chúng ta nhận thức rõ ràng đầy chánh niệm và thanh tịnh, chúng ta ở trong một trạng thái của xả và điều đó mang đến hạnh phúc bình an. Chúng ta không nên lẫn lộn xả với sự bàng quang, mặc dù điều đó rất dễ xảy ra. Thái độ bàng quang phát khởi khi chúng ta tự tách mình ra khỏi những gì đang xảy ra trong khi xả là một trạng thái thanh tịnh đi đôi với chánh niệm và sự nhận thức rõ ràng chúng ta thực hành chánh niệm khi hành thiền bằng cách chú tâm trên đối tượng thiền quán trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thực hành với tất cả khả năng của mình bằng cách chánh niệm về bất cứ điều gì chúng ta đang làm khi không còn bất cứ uế nhiễm nào nữa chánh niệm và sự tỉnh thức rõ ràng trở thành một bản chất tự nhiên của chúng ta tri giác không chỉ hướng vào nội tâm, mà còn giúp chúng ta nhìn người khác và hành động của họ, với lòng bi mẫn, không có dấu vết gì của sự phán đoán hay ghét bỏ. Khi tâm trong sáng, nó sẽ nhận thức mà không phản ứng. Sự thanh tịnh được nhắc đến ở đây rõ ràng là một phần của xả. Chúng ta thực hành xả lúc tọa thiền, và cũng mang nó vào đời sống hàng ngày, dần dần xả trở thành một bản chất tự nhiên của chúng ta. Kế tiếp, Đức Phật bảo rằng Ngài thuyết pháp để diệt trừ ảo tưởng của thô phù ngã chấp và lặp lại giống như thế đối với cái ý sở thành ngã chấp và vô sắc ngã chấp. Ngài tiếp này Potapada, có những người ngoài hỏi chúng tôi, này hiền giả, thô phù ngã chấp ấy là gì mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ? Được hỏi như vậy, chúng tôi trả lời, này hiền giả, chính thô phù ngã chấp ấy chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ đức phật lặp lại câu hỏi và câu trả lời cho cả ý sở thành ngã chấp và vô sắc ngã chấp nói cách khác tất cả ba loại ngã này đều là ảo tưởng vì không có gì trong thân tâm hay thức để có thể tự coi là cái tôi không có gì trong đó để chúng ta có thể nói tôi là chủ không có gì để có thể nói tôi là người biết đơn giản đó chỉ là tâm hành Đức Phật hỏi, này Potapada, người nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, thời có phải lời nói ấy là chính xác, hợp lý? Vâng thưa phải, Bạch Thế Tôn, Đức Phật giải thích này Potapada, ví như một người xây một cây thang để leo lên lầu, từ dưới chân lầu ấy. Người ấy được hỏi, này bạn, anh xây cây thang để leo lên lầu, cái lầu ấy về hướng đông hay hướng nam, theo hướng tây? hay hướng Bắc? Nhà lầu ấy cao, hay thấp, hay trung bình? Nếu người ấy trả lời, này hiền giả cái lầu mà tôi xây thang để leo lên chính tại dưới chân lầu này. Này Potapada, người nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thời có phải là nói ấy là chính xác, hợp lý chăng? Vâng thưa phải, bạch thế tôn, như vậy, này Potapada, và có những người ngoài hỏi chúng tôi, này hiền giả thô phủ ngã chấp là gì? Này hiền giả, ý sở thành ngã chấp là gì? Này hiền giả, vô sắc ngã chấp ấy là gì mà hiền giả thuyết pháp để diệt trừ? Khiến cho các người thực hành theo pháp này thời nhiễm pháp được diệt trừ, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn quảng đại khi được hỏi vậy, chúng tôi trả lời, này hiền giả chính vô sắp ngã chấp ấy mà chúng tôi thuyết pháp để diệt trừ khiến người thực hành pháp ấy thời nhiễm pháp được diệt trừ tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại tự mình giác ngộ với thắng trí chứng đạt và an chú trí tuệ sung mãn quảng đại này porta pada người nghĩ thế nào sự việc là như vậy thời có phải lời nói ấy là chính xác hợp lý chăng vâng thưa phải bạch thế tôn Đức Phật không yêu cầu Potapada phải đem tất cả những hiểu biết này vào thực hành. Ngài chỉ hỏi là Potapada có nghĩ là giáo pháp đó là hợp lý, chính xác không và Potapada đã đồng ý như thế. Khi chúng ta có thể buông xả các ngã chấp này, tâm huế nhiễm biến mất, tịnh pháp được tăng trưởng và ngay hiện tại, tự mình giác ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú trí tuệ sung mãn, quảng đại. Đây là một điểm quan trọng chúng ta không chỉ đạt được trí tuệ mà chúng ta còn duy trì được nó vì trí tuệ không bao giờ bị mất trạng thái khinh an và thanh tịnh trong thiền định có thể biến mất dễ dàng nếu chúng ta không tiếp tục tu tập tuy nhiên bất cứ thắng trí nào mà ta đạt được cũng sẽ thay đổi mọi thái độ hành vi và cảm thọ nội tâm của ta nếu điều này thật sự xảy ra thì thắng trí sẽ luôn ở với chúng ta đó là lý do tại sao sau khi xuất các tầng tê hiền định hay sau bất cứ thời thiền nào, chúng ta cần luôn tự hỏi, tôi đã học hỏi được gì từ kinh nghiệm đó? Tôi đã đạt được trí tuệ gì từ kinh nghiệm đó, những gì Đức Phật thuyết giảng cho Pottapada, chưa thể thay đổi ông ngay, trước hết, ông ta cần phải có niềm tin tưởng vào giáo pháp, rồi sau đó mới bắt đầu thực hành. Tuy nhiên, sự chuyển hóa đòi hỏi phải có kinh nghiệm tự chứng sau khi tâm đã bình lặng đến một mức độ nào đó chúng ta cần quán chiếu điều gì đem lại đau khổ cho tôi tôi có biết chúng phát sinh như thế nào không hay tự ngã mà tôi luôn quan tâm đến ở đâu tôi có thể tìm nó ở đâu hay tôi có thể nhận ra được sự vô thường trong dòng chuyển biến của tất cả pháp hữu vi không điều này có đem lại cho tôi tuệ giác gì không bất cứ một trong ba đặc tính sau đây vô thường anaka, khổ, Đốc kha, vô ngã, anata đều có thể được quán chiếu. Vào thời điểm khi tâm được tịch tịnh, tâm rất sẵn lòng và có thể rất khách quan, cởi bỏ được một số tính chất nhị nguyên mà chúng ta vẫn thường sử dụng. Với tâm định tĩnh, chúng ta có thể phần nào buông bỏ tính chất đó đến độ ta có thể nhìn sự vật trong một cái nhìn thực tế hơn. Tất cả các giai đoạn này giúp ta tiến tới sự tịch tịnh và đạt được thắng trí. Và ngay hiện tại, trí tuệ sung mãn, dĩ nhiên là giai đoạn cuối cùng của giác ngộ, nhưng tịch tịnh là điều tiên quyết. Nếu trong ta không có được sự tịch tịnh, thì rất khó cho ta có thể nhìn bất cứ điều gì một cách khách quan. Hành thiền đem lại tịch tịnh, vì thế đó là hệ thống hỗ trợ cho ta. Mỗi tháng chi cần được nuôi dưỡng và củng cố thêm bằng cách lặp lại nó nhiều lần và cột nó ở tâm. Như thế chúng ta sẽ có thể tiếp xúc và sử dụng nó bất cứ lúc nào. Tủ sách áo làm chúng con xin chân thành cảm ơn quý vị đã nghe hết tập 9 tôi là AI. Của Ni Sư Khema, đừng quên trợ duyên cho chúng con bằng cách subscribe, like và share video này đến bạn bè và gia đình nhé. Hẹn gặp lại vào tập 10.